Lan Anh xin chào tất cả quý vị thính giả đang nói chuyện cho kênh tuần Restore. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 242 của bộ truyện Độc Bá Thiên Hạ nha. Cô gái xinh đẹp sửng sốt, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin. Anh ta đã tụ tập được ba con long mặt. Trời ạ, ông nội, chẳng lẽ anh ta thật sự là... Còn chưa nói xong câu này, ông lão che miệng cô gái xinh đẹp lại. Xuyệt, tay vắt mặt rừng, đi thôi. Kéo cô gái đi, nhanh chóng biến mất. Một giây tiếp theo, hai bóng người từ trong bóng tối hiện lên, chính là ông lão Thiên Khiếm và sư thái Thanh An. Sư thái Thanh An thở gấp, sư huynh, ông có nghe thấy không? Bọn họ là người của nhà họ Mặc, trên người tiểu xuất sinh này lại có ba long mặt của con giáp của hai tộc thượng cổ. Bà ta kích động cực kỳ, bên trong long mặt con giáp cất giấu vận may tối thượng của hai tộc thượng cổ. Nếu chúng ta có thể lấy được, lợi ích khó có thể tưởng tượng được. Sư huynh, đuổi theo giết tên tiểu xuất sinh này. Ông lão Thiên Khiếm khoét tay ngăn cản sư thái Thân An. Chờ đã, sư thái Thân An vội vàng hét lên, sư huynh còn chờ gì nữa? Thiên Đạo Tông, Huyền Thiên Tông, Băng Cực Cung, còn có nhà họ Mặc đều cảm thấy có hứng thú với tiểu tử này. Nếu như chúng ta không ra tay thì đều quá muộn rồi. Con người của ông lão Thiên Khiếm trong suốt, long mặt con giáp không phải là thứ chúng ta có thể mơ ước tới. Cho dù lấy được cũng sẽ mang đến họa sát thân cho hai chúng ta. Chúng ta không đủ khả năng trêu chọc đến những thế lực này. Sự thái thức em hơi sửng sốt, trở nên lý trí hơn. Quả thực, bọn họ không thể đắc tội với bất cứ thế lực lớn nào trong số này. Long mặt con giáp cũng không đến lượt bọn họ. Ý của sư huynh là... Ông lão Thiên Khiếm oán giận nói, tôi muốn Diêm Bắc Minh chết không có chỗ chôn. Tiểu xuất sinh này là người của hoài tộc thượng cổ, trên người lại có long mặt con giáp. Những thế lực khác nghe được chuyện này nhất định sẽ tranh nhau cướp đoạt. Nếu như chúng ta thêm vào cho cậu ta một thân phận khác nữa thì sao? Sư thái Thương An tỏ vẻ đầy nghi ngờ. Thêm một thân phận nữa ư? Ý của sư huynh là gì? Thông báo với người bên ngoài, Diêu Bắc Minh là người được ông trời chọn lựa. Ông lão Thiên Khiếm mỉm cười đầy ẩn ý. Sư thái Thương An lập tức phản ứng. Sư huynh, chiêu này quả thực rất tuyệt. Nếu để những thế lực khác biết tiền tiểu xuất sinh này là người được ông trời chọn lựa, hơn nữa còn mang thêm thân phận của hoài tộc thượng cổ, thì rất nhiều thế lực nhân định sẽ không thể ngồi yên. Đến lúc đó sẽ có ít nhất trăm tông môn muốn truy cùng giết tận tên tiểu xuất sinh này. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hít một hơi thật sâu. Tôi cảm thấy có chút đồng cảm với tiểu xuất sinh này đấy. Ông lão Thiên Khiếm nhắm mắt lại, trong mắt lạnh như băng. Cháu trai của tôi tuyệt đối sẽ không chết vô ích. Đột nhiên, sự thả thân an đang như nghĩ tới điều gì đó. Sư huynh, tôi có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Tên tiểu xuất sinh này có thật là người được ông trời chọn lựa không? Sư thái Thanh An một miệng thốt lên. Không khí đột nhiên rơi vào im lặng. Con người của ông lão Thiên Khiếm co rút lại, buồn cười lắc đầu. Tuyệt đối không thể nào. Tiểu xuất sinh này chỉ là ngẫu nhiên gặp được mà thôi. Người được ông trời chọn lựa thực sự ít nhất phải là người trẻ tuổi, đứng trong top 100 của huyền bảng. Tên tiểu xuất sinh này sao? Hà hà, chưa được xếp hạng. Cũng đúng. Sư thái Thanh An gật đầu. Trong lòng ông lão Thiên Khiếm khẽ động, nhanh chóng nói, được rồi, tôi về xác minh trước. Lão minh chủ nhất định cảm thấy vô cùng hứng thú với chuyện này. Sau khi ông lão Thiên Khiếm rời đi, sự thái Thanh An suy nghĩ một chút, lấy ra một miếng ngọc bội khắc đầy phù văn, rót chân nguyên vào trong đó. Một tia sáng lóe lên, chị có chuyện muốn nhờ chị giúp đỡ. Một giọng nói khàn khàn vang lên từ trong ngọc bội. Hừ, nhiều năm như vậy cũng liên lạc với chị, vừa liên lạc đã bảo có việc phiền chị, bảo chị đến Huyền Thiên Tông thì chị lại không muốn, nhất định phải ở lại một nơi như Thần Thủ Cốc kia. Chị bề bộn nhiều việc, mau nói đi. Gần đây chị đã bắt được một cô gái mang trong mình ma huyết. 3 ngày sau, đại hội luyện đan lớn nhất huyền giới bắt đầu. Chị sẽ dùng máu của cô ta để luyện thành đan dược ngay tại đó, cải lão hoàn đồng. Đến lúc đó, nhất định sẽ khiến huyền giới khiếp sợ. Người này chính là chị ruột của sư thái Thương An, Tĩnh Dung. Sư thái Thương An kể lại toàn bộ câu chuyện. Cái gì? Hậu duệ của hoài tộc thượng cổ ư? Long mặt con giáp sao? Tân An, em đang ở đâu? Chị lập tức tới ngay. Một lúc sau, một tin tức lan truyền khắp huyền giới. Hậu duệ của hai tộc thượng cổ đã xuất hiện. Tin tức về nhà họ Giang đã truyền đi. Cái gì? Hai vị phong hào thần đế quỳ xuống ư? Đối phương là một thanh niên sao? Những người biết được tin tức này vẫn còn đắm chìm trong sự kinh ngạc và khiếp sợ. Lại một tin tức long trời lở đất truyền ra. Thanh niên hai tộc kia tên là Diệp Bắc Minh, cậu ta chính là người được ông trời chọn lựa trong lời tiên tri. Lời này vừa nói ra, vô số tông môn chấn động,
dưới chân núi Huyền Thiên Tông, nhà họ Sở, trong khuê phòng của Sở Vị Ương. Sở Sở xông vào, thở hổn hển kêu lên: "Chị Vị Ương, xảy ra chuyện lớn." Sở Vị Ương vô cùng yếu ớt: "Xảy ra chuyện gì?" "Chị nhờ em trông chừng những cô gái bên cạnh An Diệp, hiện tại thế nào rồi?" "Chị..." Sở Sở gấp gáp đến mức giậm chân. "Bây giờ không phải chuyện của những cô gái bên cạnh nhà An Diệp, mà An Diệp đã đến huyền giới." "Cái gì?" Sở Vị Ương hơi sửng sốt, lập tức kích động mở miệng: "Nhân thông báo cho An Diệp biết, 3 ngày sau, sư phụ của chị sẽ dùng diệp tâm để luyện đan. Đại hội đèn đạo là hy vọng cuối cùng đến lấy cứu người." Sở Sở giải thích: "Chị, 3 giờ trước, cô ấy nhanh chóng nói về chuyện của nhà họ Giang. Hiện tại bên ngoài đang có tin đồn điên cuồng, nói An Diệp là hậu duệ của hoa tộc thượng cổ gì đó. Hơn nữa, trên người anh ấy đã có long mặt con giáp tượng trưng cho vận mệnh của hoa tộc. Còn có một chuyện mà Vị Ương không thể không ngờ được, An Diệp chính là người được ông trời chọn lựa." Sở Vị Ương kinh hãi: "Không được, An Diệp sẽ gặp nguy hiểm, vì anh ấy không thể tham gia đại hội đàn đạo này." Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh cũng không biết mình đã trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Anh đứng ở một nơi an toàn, Lạc Khuynh Thản cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng: "Tiểu sư đệ, sao em biết chuyện của chị, hơn nữa còn xuất hiện kịp thời như vậy?" Diệp Bắc Minh nói: "Chuyện này rất dài dòng." Đưa ra một lời giải thích giản lược về những chuyện đã xảy ra trong thế giới Tam Thiên, bao gồm mấy vị sư tỷ, bọn họ đều đã rời khỏi và tay chủ luân hồi. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh đột nhiên trở nên lặng như băng. Thần hồn của thập sư tỷ và bát sư tỷ bị chủ luân hồi giam giữ, khống chế thân thể của các chị ấy muốn giết em. Chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Sắc mặt Lạc Khuynh Thản thay đổi: "Cái gì? Hiện tại Như Yên và Tuyết Kỳ thế nào rồi?" Nhìn thấy đại sư tỷ sốt ruột, Diệp Bắc Minh lắc đầu: "Đại sư tỷ yên tâm, thân thể của thập sư tỷ và bát sư tỷ tạm thời rất an toàn. Em biết một vị tiền bối, người này đã dùng thần hồn của bà ấy tạm thời ổn định thân xác của 2 vị sư tỷ. Chúng ta chỉ cần tìm được thần hồn của 2 người là được." Lạc Khuynh Thản thở phào nhẹ nhõm: "Tiểu sư đệ, tiếp theo nên làm thế nào?" Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống: "Con gái của em vẫn còn ở nhà họ Sở, em chuẩn bị đi đến nhà họ Sở một chuyến." "Nhà họ Sở ư? Chị biết nhà họ Sở ở đâu, chị đi cùng em." Lạc Khuynh Thản gật đầu. Đột nhiên cô ấy dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt trắng bật: "Nguy rồi, vô tài đâu?" Diệp Bắc Minh cười nói: "Đại sư tỷ đừng lo lắng, vô tài rất an toàn, đang ở trong thế giới bỏ túi của em sẽ thả ra." "Đừng!" Nghe được tin Lạc vô tài rất an toàn, Lạc Khuynh Thản vội vàng ngăn cản. Cô ấy cười xấu xa một tiếng: "Hừ, đừng để cậu ấy ra ngoài làm vướng bận, 2 người chúng ta cùng nhau lên đường là được rồi." Cô ấy còn muốn sống thế giới 2 người với Diệp Bắc Minh. "Được." Diệp Bắc Minh gật đầu. Sau khi xác nhận vị trí của nhà họ Sở, vừa định chuẩn bị lên đường, bỗng nhiên trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động: "Ai, đi ra." "Ăn Diệp, ăn đi nhanh quá, chúng tôi vất vả lắm mới đuổi kịp, không giữ như vậy làm gì." Trong lúc một giọng nói thanh thúy rơi xuống đất, một cô gái có khí chất lạnh lùng xuất hiện, chính là thần nữ của Băng Cực Cung, Thẩm Đại Tuyết. "Là cô ư?" Diệp Bắc Minh nhíu mày lại: "Cô đang theo dõi tôi sao?" Thẩm Đại Tuyết mỉm cười: "Ăn Diệp đừng hiểu lầm, tôi không có ác ý, chỉ là muốn kết bạn với An Diệp thôi." Diệp Bắc Minh lắc đầu: "Con người của tôi không thích kết bạn lung tung, cô có thể đi được rồi." Thẩm Đại Tuyết lại cau mày, không nghĩ tới Diệp Bắc Minh lại không nể mặt như vậy. Nữ đệ tử Băng Cực Cung bên cạnh quát lớn một tiếng: "Khách khí quen một chút còn không biết nể mặt đúng không? Biết Băng Cực Cung chúng tôi là tồn tại gì không? Chỉ cần công chúa của chúng tôi tiến vào đế cảnh, Băng Cực Cung chúng tôi có thể sánh ngang với Thiên Đạo Tông, Huyền Thiên Tông." Thần nữ khách khí với anh đã là nể mặt anh lắm rồi, anh đừng có mà không biết tốt xấu. Ầm, một khí tức nổ tung vầm vang, một tiếng chát vang giòn, nữ đệ tử của Băng Cực Cung này bị đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm xuống đất. Khuôn mặt xinh đẹp sưng thẳng đầu heo: "Anh dám đánh tôi ư?" Nữ đệ tử Băng Cực Cung lên cơn giận dữ. Diệp Bắc Minh cười lạnh: "Nể mặt một người quen của tôi tha mạng cho cô, nếu còn dám nói chuyện với tôi như thế, giết không tha." Ăn quét lớn một tiếng: "Cút!" Trong đôi mắt đẹp của Thẩm Đại Tuyết tràn ngập ý lạnh, cô ta nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh: "An Diệp, bây giờ tình cảm của anh rất đang nguy hiểm. Lúc đầu tôi muốn mời anh đến Băng Cực Cung tị nạn, nhưng biểu hiện của anh khiến tôi rất thất vọng, hy vọng anh đừng hối hận." Nói xong, cô ta liền dẫn đám người của Băng Cực Cung rời đi. Diệp Bắc Minh truyền âm nói: "Băng Pháp tiền bối, tôi không để mặt Băng Cực Cung như vậy không sao chứ?" Giọng nói lạnh nhạt của Băng Pháp vang lên: "Chỉ là một đệ tử, đánh thì đánh." "Bản tọa hiểu tình cảm của cậu, cho dù Băng Cực Cung là thế lực mà bản tọa đã từng để lại,
Nhưng tạm thời cũng không rõ là địch hay là bạn. Cậu làm như vậy không sai. Cảm ơn tiền bối đã thông cảm. Thần niệm rời khỏi mộ địa, anh và Lạc Vân Thành cùng nhau đi về phía nhà họ Sở. Ông cháu hai người nhà họ Mặc nấp ở chỗ tối, phù văn chấp động quanh thân, ẩn nấp tất cả. Sắc mặt thiếu nữ nhà họ Mặc tràn đầy hoang mang. Ông nội, cứ để anh ta đi như vậy sao? Không đi ra nói chuyện mấy câu với anh ta sao? Nói không chừng có thể mời anh ta gia nhập nhà họ Mặc thì sao? Lão già lắc đầu. Lão phu đột nhiên thay đổi ý định rồi. Ồ, đúng. Mắt đẹp của thiếu nữ tuyệt sắc lấp lóe như đá quý. Lão già nhìn phương hướng phía bắc binh rồi đi. Cả này không phải vật trong ao. Đối mặt với băng cực cung, còn có thái độ như vậy. Cậu ta sẽ càng không để mặt chúng ta. Chỉ có thể để gặp cậu ta gặp phiền phức trước. Đến lúc đó, nhà họ Mặc ra tay giúp đỡ mới có thể lấy được ấn tượng tốt của cậu ta. Diệp Bắc Minh và Lạc Vân Thành vừa đi được một tiếng, đột nhiên Diệp Bắc Minh khẽ lắc cổ tay, lấy một cái ngọc bội đang phát sáng ra từ trong nhẫn chữ vật. Một giây sau, trong ngọc bội truyền đến giọng nói của Lục Bạch Hạc. Chủ nhân, anh đang ở đâu? Thuộc hạ có tin tức quan trọng muốn bẩm báo liên quan tới hoa tộc thượng cổ, còn có bí mật về chủ nhân luân hồi. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, nói. Lục Bạch Hạc do dự một chút. Chủ nhân, chuyện này rất quan trọng, tôi muốn bẩm báo trước mặt anh. Anh đang ở đâu? Thuộc hạ đến tìm ăn. Diệp Bắc Minh híp mắt lại, nói ra một vị trí. Được, thuộc hạ sẽ lập tức tới. Một chữ cuối cùng vừa kết thúc, ngọc bội ảm đạm đi. Diệp Bắc Minh cười một tiếng. Sư tỷ, chúng ta chuẩn bị một chút, có người muốn tìm cái chết. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Tông, sâu trong Tử Lao, cả người Lục Bạch Hạc đầm đìa máu me, tay chân đều bị bẻ gãy, bị treo lên không giữa không trung giống như chó chết. Dư Khải Đông ngồi trên một cái chiếc ghế bằng, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế. Chỉ là một dương nghiệt yêu tộc là có thể để ông phản bội Thiên Đạo Tông ư? Có chút thú vị, nhưng mà rốt cuộc tiểu xuất sinh này vẫn còn quá trẻ, vậy mà lại tùy tiện để lộ vị trí của mình như thế. Đi, ông ta chậm rãi đứng dậy đi ra bên ngoài Tử Lao. Trên mặt Lục Bạch Hạc tràn đầy vẻ sợ hãi. Ông Dư, ông đã đồng ý với tôi sẽ không tổn thương người nhà của tôi. Dư Khải Đông dừng lại. Người nhà ư? Ha, lão phu suýt chút nữa thì quên mất, tôi còn chuẩn bị cho ông một món quà lớn nữa. Ông ta vẫy tay một cái, lập tức có người tiến lên ép giải Lục Bạch Hạc ra ngoài. Và giây phút đi ra ngoài Tử Lao, đôi mắt Lục Bạch Hạc lập tức trở nên đỏ bừng, khuôn mặt cực kỳ vặn vẹo, điên cuồng chửi ầm lên. Dư Khải Đông, ông lừa tôi. Bố, mẹ, anh cả, anh hai, con trai, tiểu nhã, không, Dư Khải Đông, ông sẽ chết không yên lành. Đầu người, ròng rã mấy trăm cái đầu người được xếp thành hàng chỉnh tề bên ngoài Tử Lao. Giọng nói của Dư Khải Đông vô cùng lạnh lẽo. Nhớ kỹ, đây chính là kết cục của việc phản bội Thiên Đạo Tông. Dẫn cậu ta đi cùng, để cậu ta tận mắt nhìn thấy tiểu súc sinh kia chết như thế nào. Có người muốn tìm cái chết ư? Tiểu sư đệ, ý của em là... Lạc Khuynh Thành kinh ngạc. Diệp Bắc Minh giải thích. Lục Bạch Hạc là trưởng lão của Thiên Đạo Tông. Ông ta hỏi hành tung của em như thế chắc chắn là có vấn đề. Nếu đã có người muốn giết em như thế, vậy cũng đừng trách em không khách khí. Đại sư tỷ, hộ pháp cho em chuẩn bị một chút. Lạc Khuynh Thành không chút do dự gật đầu. Được, Diệp Bắc Minh nhắm mắt lại. Thần niệm tiến vào bên trong lĩnh vực tuyệt đối. Anh lấy ra vô số nguyên liệu, bắt đầu điên cuồng luyện chế lôi bạ châu. Đồng thời, Diệp Bắc Minh còn dung nhập ba loại dị hỏa vào trong lôi bạ châu. Sau khi tốn khoảng một tháng ở trong lĩnh vực tuyệt đối, anh đã luyện chế ra hàng triệu viên lôi bạ châu, lại mở to mắt ra một lần nữa, trong hai mắt toàn là huyết khí, khiến Lạc Hưng Thần bị xoảy sợ, nhảy dựng. Tiểu sư đệ, em làm sao vậy? Bên ngoài mới trôi qua được 2 tiếng. Diệp Bắc Minh nói, đại sư tỷ, chị chỉ cần làm theo lời em nói là được. Vùi sâu đống lôi bạ châu vào những vị trí đặc biệt, chuyện khác sao cho em là được. Lạc Khuynh Thành nhận lấy một cái nhẫn chữ vật. Cô ấy đưa thần niệm vào bên trong tìm kiếm. Tất cả đều là những hạt châu kim loại màu đen. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh nghiêm túc như thế, cô ấy cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng vùi sâu lôi bạo châu vào dưới tận mặt đất, chỗ tối. Thiếu nữ nhà họ Mặc vô cùng khó hiểu. Ông nội, bọn họ đang làm gì vậy? Lão già nhíu mày, đang chôn ám khí. Ám khí? Thiếu nữ sửng sốt. Đối với người tu võ cảnh giới động hư trở lên mà nói, ám khí đã vô dụng đi. Cho dù có chôn vô số ám khí khủng bố thế nào, lượng biến cũng không có cách nào sinh ra chất biến mà. Lão già lắc đầu. Cái này lão phu cũng không biết, cứ xem trước một chút rồi nói sau, đừng nói chuyện nữa, có người đến. Cùng lúc đó, hai người Diệp Bắc Minh và Lạc Khuynh Thành vừa vặn chôn tất cả lôi bạo châu xuống dưới đất.
Mấy chục bóng người già nua từ trên trời giáng xuống. Ha ha ha. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Diệp Bắc Minh, không ngờ đúng là cậu ở chỗ này. Hơn 10 người tản ra xung quanh, bao vây hai người chật như nêm cối. Trời, thiếu nữ nhà họ Mặc ở chỗ tối bị dọa đến mức toàn thân run rẩy. Ông nội, là người của Thiên Đạo Tông. Ông trời ơi, ba mươi mấy cảnh giới hư vương, còn có Dư Khải Đông kia, cảnh giới hư thần, thái thượng trưởng lão của Thiên Đạo Tông. Lần này tên kia gặp phiền toái rồi. Lão già co quắp khóe miệng, lục mặt hạc bị nhắm ra sống như chó chết. Chủ nhân, xin lỗi, bọn họ dùng người nhà tôi để uy hiếp. Hù hù, đáng tiếc cuối cùng, Sư Khải Đồng vẫn giết sạch bọn họ. Chủ nhân, tôi đáng chết. Rầm, rầm, rầm. Lục mặt hạc dùng hết sức lực cuối cùng không ngừng dập đầu. Diệp Bắc Minh mỉm cười, không có việc gì, tôi còn muốn cảm ơn ông đây. Nếu không có ông, bọn họ sẽ còn không đến đây đâu. Lục mặt hạc sửng sốt. Chủ nhân, Sư Khải Đồng hử lạnh một tiếng. Sắp chết đến nơi còn mặn miệng ư? Lão phụ cho cậu một cơ hội, giao thánh vật của hoài tộc ra đây. Chỉ là một tên vô dụng ở thế giới tam thiên, lại có thể đi đến nơi này ư? Nhưng mà phế vật chung, quy lại vẫn là phế vật, vẫn còn quá ngu ngốc. Dư Khải Đông nhếch lên khóe môi nở nụ cười nghiền ngẫm. Nói ra tất cả bí mật trên người cậu, lão phụ có thể cân nhắc cậu được chết thanh thản. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, tôi rất hiếu kỳ, vì sao Thiên Đạo Tông mấy người cứ phải bám riết lấy tôi mãi không buông vậy? Dư Khải Đông cười, một người chết muốn biết nhiều như vậy làm gì? Sự nghiệp của hai tộc đều đáng chết, đã hiểu chưa? Ha ha ha. Diệp Bắc Minh ngửa mặt lên trời cười to, mẹ nó cút đi, tất cả đều chết hết trong đấy đi, lôi bạo châu nổ cho tôi. Anh bỗng nhiên dẫm chân xuống một cái, ầm ầm, cả vùng đất giống như xảy ra động đất vậy. Sắc mặt đám người Thiên Đạo Tông đều thay đổi, một cảm giác nguy hiểm đáng tới. Người tu võ có giác quan thứ sáu rất chính xác, một giây sau dưới mặt đất nổ tung ra một luồng năng lượng kinh khủng, đám người Thiên Đạo Tông bị hất bay ra ngoài, căn bản không kịp phản ứng. Một đám mây hình nấm cao mấy trăm mét phóng lên tận trời, giống như là bom hạt nhân nổ vậy. Hơn 20 người bị lực lượng của Lôi Bạo Châu nổ chết tại chỗ, máu thịt văng tung tóe, cho dù không chết cũng bị dị hỏa đập trúng. Tiểu súc sinh, mẹ nó, cậu dám đặt bẫy chúng tôi, đặt giết cậu ta cho tôi. Chờ một chút, đây là lửa gì? Đừng mà. Đám người sống sót còn lại dữ tợn kèo thét, trợn mắt nhìn mình bị đốt thành tro bụi. Hả? Chỗ tối, trong đôi mắt đẹp của thiếu nữ nhà họ Mặc phản chiếu ra một đám mây hình nấm, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Lão già bên cạnh không ngừng hít khí lạnh, khóe miệng co giật. Tên nhóc này quá độc ác, thủ đoạn như thế đã khiến Thiên Đạo Tông gần như chết hết toàn bộ. Cậu, trước ngực Sư Khải Đông bị nổ ra một cái lỗ thủng kinh khủng, một cánh tay dính vào phần thiên chi diễm, chỉ trong chốc lát cánh tay đã hóa thành tro tàn. A, ông ta hít sâu một hơi, dùng kiếm chém đứt cánh tay của mình, xoay người chạy. Diệp Bắc Minh cười nhạt một tiếng, đã đến rồi, ông còn chạy cái gì? Anh lập tức đuổi theo, hung hăng giẫm xuống. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, Dư Khải Đông như bị sét đánh, đập xuống đất giống như chó chết. Tiểu súc sinh, cậu dám! Nhưng ông ta còn chưa kịp nói xong, kiếm Đoạn Long đã trực tiếp chém xuống. Hai chân hai tay của Dư Khải Đông tách rời khỏi thân thể. Một giây sau, một cái chân hung hăng đạp lên trên đan điền của Dư Khải Đông, trực tiếp xuyên thấu. Cậu! Dư Khải Đông không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh. Ông ta đường đường là thái thượng trưởng lão của Thiên Đạo Tông, thế mà lại bị một tên phế vật cảnh giới siêu phàm phế đi như vậy ư? Diệp Bắc Minh bình tĩnh mở miệng, một chân dẫm lên đầu ông ta. Bây giờ đã có thể nói được chưa? Vì sao? Ông chỉ có một cơ hội thôi. Nếu như sai, Diệp Bắc Minh búng tay một cái, ầm, đồng nở hoa. Dư Khải Đông run rẩy một chút. Giờ phút này, ông ta cảm giác người đang đối mặt với mình không phải một tên phế vật hải tộc cảnh giới siêu phàm, mà là một thần chết khống chế sinh tử. Tôi nói, Dư Khải Đông mặt xám như tro, đang định mở miệng. Gào! Một âm thanh cực kỳ giống tiếng rồng gầm vang lên, một con rắn lớn màu đen phá hư không xông đến, hung hăng đánh về hướng Diệp Bắc Minh. Anh đưa tay chém ra một kiếm, chém ra một con huyết long. Trong nháy mắt cả hai va chạm, một luồng khí như sóng thần nổ tung, trực tiếp đánh anh lùi ra ngoài. Nhóc con, cậu thật to gan, dám giết trưởng lão của Thiên Đạo Tông của tôi. Một người đàn ông trung niên mặc áo bảo tím xuất hiện, sau lưng còn có hơn 10 bóng người bay tới. Chủ nhân Thiên Đạo Tông, bất lý Trần Văn ư? Sao ông ta lại tới đây? Thiếu nữ nhà họ Mặc bị chặt miệng, cô ta trốn ra sau lưng ông nội theo bản năng. Còn có 10 vị thái thượng trưởng lão ư? Trời ơi, đều là cảnh giới hư vương,
Ông nội, Diệp Bắc Minh xong đời rồi. Trong chớp nhoáng này, sắc mặt thiếu nữ trắng bật. Ánh mắt lão già cũng vô cùng nghiêm trọng. Chẳng lẽ mình đã nhìn lầm ư? Tên nhóc này căn bản không phải người được trời chọn ư? Nhưng đúng lúc này, giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Mắt Lý Trần Văn, ông dám bắt nạt cậu ấy ư? Chán sống rồi hả? Lớn mật, dám gọi thẳng tên của thiên đạo tông chủ, ai? Một lão già áo xám quát lên một tiếng lớn, cút ra đây. Trong nháy mắt, ông ta vừa dứt lời, một bóng người vọt tới trước mặt lão già áo xám, khí tức đế cảnh nở rộ. Chết! Một bàn tay rơi xuống. A! À, lão già áo xám nổ tung tại chỗ, hóa thành một cơn mưa máu. Bà! Đám thái thượng trưởng lão còn lại của thiên đạo tông hoảng sợ nhìn bà lão áo đỏ vừa ra tay, đôi mắt suýt nữa nhỏ máu. Trời! Một trong sáu vị phong hào thần đế của Huyền Thiên Tông, Bát Hoa thần đế. Giọng nói của bà lão áo đỏ vô cùng lạnh lẽo. Biết bản tọa mà còn chưa cút ư? Thiên đạo tông chủ bước lên trước một bước, khí tức đế cảnh bộc phát. Chỉ có một mình bà mà dám đuổi chúng tôi đi ư? Bà ra tay giết người của thiên đạo tông như vậy, cho dù là bà là đế cảnh, chẳng lẽ không sợ hôm nay sẽ chết tại đây sao? Lại có thêm một giọng nói nữa vang lên. Nếu như cộng thêm chúng tôi thì sao? Vừa dứt lời, sáu bóng người đồng thời xuất hiện. Bầu trời rung rẩy, ánh sáng ảm đạm. Năm người trong đó đều là đế cảnh. Người cuối cùng thì Diệp Bắc Minh đã từng gặp qua, thái thượng trưởng lão của Huyền Nhân Tông, Nhậm Kiếm Hằng. Sáu người vừa sải bước ra, đứng chắn ở trước mặt Diệp Bắc Minh. Mấy người thử tiến lên một bước xem. Trong chớp mắt, sáu người vừa xuất hiện, sắc mặt đám người Bát Lý Trần Văn cùng nhau biến đổi. Quỷ đế, Vô Gian, Thông Thiên thần đế, Nghiêm Bắc Huyền, Ám Ảnh thần đế, Trịnh Cửu Uyên, Bất Hủ thần đế, Tiêu Hủ đế, còn có Kiếm Đạo thần đế, Luyện Vô Trần. Mỗi lần nói ra một cái tên, sắc mặt đám người Bát Lý Trần Văn càng khó coi hơn một phần. Đợi đến khi cái tên cuối cùng vừa vang ra, sắc mặt Bát Lý Trần Văn vô cùng kiêng kỵ. Rốt cuộc Huyền Thiên Tông mấy người có ý gì? Bà leo áo đỏ cười lạnh, còn chưa đủ hiểu sao, dẫn người của Thiên Đạo Tông cút đi. Bà, sắc mặt Bát Lý Trần Văn đen sì. Dù sao ông ta cũng là chủ nhân của một tông, thế mà là bị người ta răn dạy như vậy. Ông ta biết để cái mặt dài ở đâu, Bát Lý Trần Văn kìm nén lửa giận. Vì kẻ này, Huyền Thiên Tông muốn đối địch với Thiên Đạo Tông sao? Tuyệt vô trần, ông là đại trưởng lão của Huyền Thiên Tông, tốt nhất là ông nên nghĩ cho rõ ràng. Một khi Huyền Thiên Tông khai chiến với Thiên Đạo Tông, hậu quả khó mà lường được. Tuyệt vô trần lẳng lặng vươn ba ngón tay ra. Tôi cho ông 3 giây, nếu như ở đây còn sót lại một người nào của Thiên Đạo Tông, vậy tất cả mọi người không cần đi nữa. Bà, ông thật sự có gan đếm sao? Bắt Lý Trần Văn phẫn nộ trừng to mắt. Hai, ánh mắt Tuyệt vô trần trầm xuống, một luồng sát khí kinh khủng xông ra. Một, Bắt Lý Trần Văn khẽ quát một tiếng, chúng ta đi. Đám người Thiên Đạo Tông tiến lên, chuẩn bị nâng Sư Khải Đông nằm dưới đất đi. Đột nhiên, chậm đã, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn lại. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Bắc Minh lại dám mở miệng ở thời điểm này. Bát Lý Trần Văn nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, cương ép ngăn chặn sát ý ở trong lòng. Nhóc con, cô còn muốn lời gì muốn nói? Diệp Bắc Minh mở miệng, mấy người có thể đi, anh chỉ vào Sư Khải Đông, nhưng phải để ông ta lại. Cậu nói cái gì? Bát Lý Trần Văn cũng tưởng rằng mình nghe lầm, chợt hít mắt lại. Nhóc con, nếu như hôm nay không phải có Huyền Thiên Tông làm chỗ dựa cho cậu, cậu đã là một cái xác rồi. Cậu có biết mình đang nói cái gì không? Diệp Bắc Minh cười. Cho dù hôm nay không có ai làm chỗ dựa cho tôi, Sư Khải Đông đều phải chết. Cả đời này, Diệp Bắc Minh tôi ghét nhất là người bị người ta đuổi giết, bị người ta thương nhớ. Sư Khải Đông chửi ầm lên. Đập, tiểu phế vật, cậu coi mình là cái gì chứ? Muốn giết tôi ư? Con mẹ nó, cậu đến đây đi. Ông đây ở ngay chỗ này, cậu có thể giết ông đây trước mặt tổng chủ, ông đây sẽ nhận cậu là ông nội. Ông ta suýt nữa thì tức chết. Thân là thái thượng trưởng lão của Thiên Đạo Tông, thực lực cảnh giới hư thần. Đầu tiên là lật thuyền trong mương, mất đi thực lực cả người. Bây giờ lại làm nhục như vậy, đôi mắt Sư Khải Đông đỏ bừng, hận không thể xông lên ăn tươi nuốt sống Diệp Bắc Minh. Anh phun ra một câu, như ông mong muốn. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh đã hành động, cả người lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Sư Khải Đông. Anh nhấc chân đá về phía đầu của ông ta. Con người Sư Khải Đông co vào một chút. Đừng, tông chủ, cứu tôi. Tiểu xuất sinh, cậu dám. Bắt Lý Trần Văn gào thét một tiếng, tấn công về phía sau lưng Diệp Bắc Minh. Anh không hề có ý định dừng tay, dẫm mạnh chân xuống. Ầm! Bát Lý Trần Văn vừa xông ra một nửa, đầu Sư Khải Đông đã nổ tung trong tiếng kêu thảm kinh khủng. Hả?
Đám người Tuyệt Vô Trần kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh một chút. Ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Bắc Minh lại sát phạt quả đoán như thế. Đáng chết, cậu đáng chết. Giọng nói của Bát Lý Chân Văn vô cùng ánh độc. Diệp Bắc Minh, cậu chết đi cho bổn tông chủ. Ông ta lấy ra một thanh trường kiếm, điên cuồng chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Tuyệt Vô Trần tiến lên, đấm ra một quyền. Một tiếng ầm vang lên, Bát Lý Chân Văn bị đánh bay ra ngoài. Phụt, phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta khiếp sợ nhìn Tuyệt Vô Trần. Ông Bánh Bộ Đế Tôn, làm sao có thể? Chúng ta đi. Ông ta chật vật dẫn đám người Thiên Đạo Tông rời đi. Tuyệt Vô Trần mỉm cười tiến lên. Thằng nhóc thối lại to gan như thế, lại dám giết người ở ngay trước mặt lão già Bát Lý Chân Văn kia. Cậu không sợ chúng tôi không ra tay, Bát Lý Chân Văn sẽ trực tiếp giết cậu ư? Diệp Minh hỏi ngược một câu. Tôi đã đến tình trạng không chết không thôi với Thiên Đạo Tông rồi. Cho dù tôi không giết Dư Khải Đông, ông cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho tôi ư? Nếu đã như vậy, không bằng trực tiếp giết chết. Ha ha ha. Một tiếng cười sảng khoái vang lên. Tiêu Bất Hủ cười nói. Nhóc Diệp, cậu rất hợp khẩu vị của Lão Phu. Lão Phu muốn nhận cậu làm đồ đệ. Ý của cậu là thế nào? Nghe thấy thế, những người còn lại lập tức không quan tâm đến gì nữa. Trịnh Cửu Uyên vội vàng mở miệng. Ông nằm mơ đi. Nhóc Diệp, lão già này không có ý đồ tốt đâu. Bản lĩnh của ông ta không có gì đáng học cả. Bái ám mạn thần đế tôi làm sư phụ đi. Tôi cam đoan sẽ truyền thụ hết tất cả tuyệt học cho cậu. Ông cút đi. Nghiêm Bắc Huyền hét lớn một tiếng. Nhóc Diệp, thông thiên thần đế tôi có chiến lực vô song. Chỉ cần cậu bái tôi làm sư phụ, tôi cam đoan toàn bộ huyền giới không có người nào có thể bắt nạt được cậu. Một giọng nói giả nua vang lên. Quỷ đế vô danh nhất miệng cười một tiếng. Sát khí trên người cậu rất nặng. Cậu ấy rất thích hợp ở cùng với tôi. Bái là áo đỏ đẩy mọi người ra. Cậu Diệp, bái tôi làm sư phụ đi. Bất hoa thần đế tôi cũng có thực lực không kém. Sau này tôi sẽ giới thiệu cho cậu mấy sư tỷ xinh đẹp. Diệp Bắc Minh có chút choáng váng. Ánh mắt Lạc Quân Thần ở một bên co vào. Trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nếu để những người tu võ khác trong huyền giới thấy cảnh này, nhất định sẽ ghen ghét đến chết. Sau đế cảnh, thế mà lại chăn nhau nhận tiểu sư đệ làm đồ đệ ư? Nhóc con, sao cậu lại ngây ra đó? Đúng vậy, mau nói, cậu muốn bái ai là sư phụ? Tôi thấy cậu nhóc Diệp này đang quá kích động, cho nên nhất thời quên nói chuyện. Mấy người đều bật cười. Diệp Minh suy tư một chút, từ chối nói. Cảm ơn các vị tiền bối hậu ái. Tôi đã có 104 vị sư phụ rồi. Tôi không định bái sư nữa. Cái gì? Mấy người sững sờ. Không nghĩ tới Diệp Bắc Minh lại có nhiều sư phụ như vậy. Càng không nghĩ tới Diệp Bắc Minh sẽ từ chối bọn họ. Bọn họ là đế cảnh, phong hào thần đế. Toàn bộ huyền giới, căn bản không có người nào có thể từ chối làm đồ đệ của phong hào thần đế. Mấy người chần chờ nhìn Diệp Bắc Minh. Bà Lao áo đỏ hỏi. Cậu Diệp, đây là có chuyện gì? Diệp Bắc Minh không kiêu ngạo, không tự ti. Bất hòa tiền bối, 100 vị sư phụ của tôi đang độ sinh tử kiếp, nếu như bọn họ bình yên vô sự, văn bối rất hy vọng trở thành đệ tử của các vị tiền bối. Nhưng bây giờ, vẫn chưa biết sư phụ sống chết ra sao, tôi thật sự không có cách nào bái thêm sư phụ nữa. Anh giải thích lại mọi chuyện, vừa dứt lời, Tuyệt Vô Trần đã cười một tiếng đầy ẩn ý. Nếu như tôi cứu sống được 100 vị sư phụ của cậu, cậu có thể gia nhập Huyền Thiên Tông hay không, đồng thời bái chúng tôi làm sư phụ? Cái gì? Hô hấp Diệp Bắc Minh khựng lại. Chuyện này là thật ư? Mọi người thật sự có thể phục sinh sư phụ tôi sao? Tuyệt Vô Trần khẳng định gật đầu. Nếu như chúng tôi còn không làm được, chỉ sợ toàn bộ huyền giới chỉ có người ở chỗ kia mới có thể làm được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Chư vị tiền bối, xin mời đi theo tôi. Một ý niệm xuất hiện trong đầu. Anh mở di tích Côn Luân Thượng Cổ ra, sau đó mời đám người tiến vào bên trong. Cái này thật là di tích Côn Luân Thượng Cổ, 12 Long Sơn, còn có Long Thai Chỉ ở trung tâm. Trong nháy mắt tiến vào di tích Côn Luân Thượng Cổ, sắc mặt cả người mấy người đều chấn động, ánh mắt nhìn về phía Diệp Bắc Minh hoàn toàn thay đổi. Tiêu Bất Hủ hô hấp dồn dập, cậu Diệp, cậu lấy được di tích Côn Luân Thượng Cổ như thế nào vậy? Diệp Bắc Minh giải thích, không dối gạt tiền bối, tôi may mắn có cơ duyên có thể mở ra được một thế giới không gian tùy thân. Sau khi gặp được di tích Côn Luân Thượng Cổ này, liền tùy tiện thử một chút để xem có thể thu nó vào trong thế giới không gian của tôi hay không. Ai ngờ lập tức thành công. Bây giờ thế giới không gian của tôi đã dung hợp làm một với di tích Côn Luân Thượng Cổ rồi. Yên tĩnh như chết, 6 người Tuyệt Vô Trần, Tiêu Bất Hủ, Trịnh Cửu Uyên, Nghi Mặc Huyền, Vô Danh, Bắt Nghe Thần Đế quay sang nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Yêu nghiệt, con mẹ nó cậu ấy quá yêu nghiệt, đậu má.
Cậu ấy mới ở cảnh giới siêu phàm, chẳng những có thể mở ra thế giới không gian, mẹ nó thế mà còn có thể xung hợp di tích côn luân thượng cổ ư? Lão phù sống mấy triệu năm còn không làm được chuyện đó, đã được 500 tuổi chưa? Ánh mắt mấy người nhìn về phía Diễm Minh không được bình thường, nóng như lửa đốt. Diễm Minh khó hiểu, tiền bối, mọi người làm sao vậy? Móa! Nghiêm Bắc Huyền tiến lên một bước, trực tiếp bắt lấy cổ tay Diễm Minh, nhóc Diệp, quỳ xuống. Diễm Minh nhướng mày, tiền bối có ý gì? Tập 242 của bộ truyện Độc Bá Thiên Hạ xin được kết thúc tại đây. Lan Nhan xin còn lại tất cả quý vị khán giả của tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho kênh Tình Risto để nhận được thông báo mới nhất nha.